cái gì sao bữa tốt nhất bữa tốt già và nhớ tên bữa tốt sáng cái gì mà đa lẹ chứ gì lẹ lắm cho có gì cũng có gì vậy trời ơi anh có đủ hoàng gì đó biết đủ hoàng gì đó hoàng gì nữa đủ hoàng đô con thứ đứa đứa chị là ai trời ơi thiếu mi đô con hả thiếu mi đô con lắm đô bạn hồ là đến chút là con gái rồi nhưng mà nhìn cái thứ gì ảnh đàn ông là đứa hoàng đô mi trời ơi đó để em kiếm nó coi cái ai nữa đó đủ hoạt chạy rồi biết ai không ai ai Diệp Thanh Thanh rồi à, chị tôi trời ơi rồi đủ hoạt cho dây nặng lại ai nữa ta cái quyền vậy còn ai nữa ta anh nữa không ờ được ra ra thôi đủ hoạt kỳ quá rồi quý vị ơi mọi người đừng có đéo hết rồi mình có biết gì mình muốn có gì sẽ có chuẩn bị chưa số Em thấy em đây, một trận chiến trên chân, tình bạn ta cùng nhau.
như thường lệ chúng ta mình sẽ lấy đọc giải chị ha. Dạ coi đây còn ai đọc giải không mặt mình biết tặng ra bên sân khấu cho em giờ cầu lượt cũng biết đi ơi. Dạ 34, 34. Dạ không còn ai thì em xin phép được giờ cầu cho em trai ha. Dạ ký tự 4439 hợp đề. Hợp đề cho em ạ. 34, 34 có 1. 43. 43. Em kinh thần này nào. À 31 hả? 31 chưa có em. 34 em ơi chứ không phải là 31. Rồi các người đẹp án chân bắt đầu các người đẹp ơi. Dừng tay lại. Anh trai mình nghe 34 và lại 31 đó em. Đó cho nên là cô chú chị mình khoan quay sẽ tập vẽ mình tròn tiếp tục quý vị nha. À xuống bút nhỏ đó quý vị ơi. Đó chúng ta chỉ có đánh tay nghe được cảm ha. Dạ chứ thường thường sẽ kết tập 31, 31 quý vị nha. Dạ mình lấy dạy con bé hoặc anh tròn tiếp đi. Tròn tròn tiếp. Cái mấy chị đi xuống hút chị đi mấy chị đó. Cái mấy chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đó. Cái mấy chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đó. Cái mấy chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đó. Cái mấy chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đó. Cái mấy chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đó. Cái mấy chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đó. Cái mấy chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đó. Cái mấy chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đó. Cái mấy chị đi xuống hút chị đi xuống hút chị đó. Cái mấy chị đi xuống để hùng vượt giờ số lại cho nó chắc chắn hơn nha quý vị nha. Đó và ngay từ bây giờ quý vị mình vẫn khoan tôi sẽ tập vé để hùng vượt và bảo học giờ số lại cho anh Trang.